người sinh nhật. Tâm giờ mới tới. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nó đợi anh từ nãy tới bây giờ đó. Xin lỗi mà. Là như nãy có một số chuyện á. Chuyện gì quan trọng với sinh nhật của bạn gái của anh? À, sinh nhật thôi. Hả? 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 Có hai rẻ tiền này mà làm quà sinh nhật của tôi hả? Chịu khó khăn gấp bội để đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Sống để đừng bao giờ phải nói cá nhân.